Batman. Định vào đây mua cái đôn lấy chậu nhưng mà căng quá. Đấy, chú bê giống như bên Nhật Bản không? Giấy tím. Đấy. Giấy tím. Thậm chí là hàng trăm triệu. Đấy, giấy tím. Ở đây mà chú Bảy thì mình vào mua cái đôn nhưng mà toàn đồ đắt tiền chứ không chơi được. Bây giờ là vào quay phim cây đầu tiên là không đen đen nhá. Quay vào đây học hỏi nhà vườn này lúc nào vào cây đẹp, toàn cây đẳng cấp, đồ chơi cũng đẳng cấp, từ chậu cho đến mọi thứ đều đẳng cấp. Ô cây này có hoa này, nụ nó đây này, cái hoa nó phải có hoa đi. Giấy mi đấy, toàn là chậu đẹp, toàn chậu đẹp, toàn chậu đẹp. Hoa hán, từng kim cương. Còn hàng đắt tiền thôi. Ở đây có cây kiều hùng, không biết là kiều hùng đỏ hay là hồng. Đỉnh cao nhất ở chợ quốc tế. Kiều cảnh. Lại xin phép bác đi lướt vì nhiều cây đẹp lắm. Rất nhiều chậu đẹp. Mua chậu vào đây nhá, nhưng mà tốn kém đấy. Là hạn đẹp không? Có hạn đẹp. Đấy, cái giấy tím này. Kinh khủng, toàn hoa hoa. Cái này đế về. Ô, cái kim quýt này. Mới thấy lúc sáng ở chợ ẩm gỡ đây rồi, khác rồi, thành để lại tay tái hết rồi. Đẹp. Bán rất nhiều hoa. Ui, cái mẫu đơn kinh. Quá dài. Vào dây kinh khủng. Quá kinh khủng. Cây đẳng cấp thì rất sạch sẽ, rất sạch sẽ.
hoa tùng, cửa hàng có hoa này. Trông đẹp quá. Đi lướt thôi các bạn ạ, đẹp lắm. Cái đồn nó đẹp ghê. À dạ vâng. Rồi. Sẽ tí cho bác nha. Tùy gạo. Tùy gạo. Tùy gạo. À, hàng đóng cửa của các bác. Phải nốt tùy gạo của bác xem. Cảm ơn anh nhá. Vâng. Đẹp quá. Mỗi lần vào đây không chịu được.